Hello mọi người, xin chào các bạn đã quay trở lại với video mới này của mình. Và cái điều đầu tiên đó chính là mình phải xin lỗi mọi người là trong cái thời gian vừa qua, 2 tháng vừa qua mình không ra một cái video nào. Nói chung là trong cái 2 tháng vừa rồi mình trải qua cũng khá là nhiều chuyện. Cái như các bạn có thể thấy là mình đã chuyển sang một cái góc quay khác. Thế cho nên là mình đã phải mất công để set up lại. Rồi sau đó thì còn một số việc riêng tư phải lo nữa. Thế cho nên là mình không thể nào mà ra video được cho mọi người. Nhưng mà trong 2 tháng vừa rồi thì mình vẫn không quên đặt quần áo để chuẩn bị cho cái dịp mùa đông sắp tới này. Nên ngày hôm nay như các bạn đã đọc tiêu đề rồi, mình sẽ unboxing cho các bạn những cái sản phẩm về mùa đông, về winter mình đã mua trong cái dịp vừa rồi và để chuẩn bị cho năm 21 cũng như là năm 22. Let's go! Và cái sản phẩm đầu tiên cũng là cái sản phẩm mà mình khá là mong chờ để làm video cho mọi người. Đó là 2 sản phẩm đến từ Manon Claw. Đầu tiên thì như mình thấy ở đây là một cái sản phẩm mới của Manon Claw. Thì đó chính là một cái varsity jacket. Bên ngoài thì các bạn có thể thấy là chúng ta đang gần tới cái dịp Noel rồi. Thế cho nên là chúng ta sẽ được đựng ở trong một cái box như này. Cũng như là cái nơ đỏ ở đây cũng khá là hay. Mặt trước thì nó sẽ có một cái chữ là Manon Claw và cái tag của sản phẩm. Ok, và đây là bên trong cái chiếc sản phẩm này của mình. Và ở bên trong này thì các bạn sẽ có một cái giấy bảo hành của Manon Claw, cũng như là một cái card cảm ơn khi mà các bạn mua hàng tại đây. Và ngoài ra thì cái cảm nhận đầu tiên của mình là về cái mùi hương của sản phẩm. Ở đây thì sẽ được sử dụng cái mùi nước hoa là mùi Santal, mùi Lelabo Santal 33 đấy, mùi gỗ 33 đấy. Thì bây giờ mình sẽ bóc vào ra. Mùi cũng khá là thơm và ấm. Và trước mặt các bạn đây là một chiếc varsity jacket của Manon Claw. Và cái cảm nhận đầu tiên của mình là về cái trọng lượng áo. Về cái trọng lượng áo này thì mình thấy là nó cũng khá là nặng, nó cũng tương đối thôi chứ không đến nỗi gọi là nặng kiểu 1-2 cân. Bởi vì là khi mà những cái áo mặc lên nặng quá ấy, thì các bạn mặc sẽ cảm giác rất là mệt. Thì cá nhân mình là một người sử dụng thì mình thấy là như vậy. Thì như các bạn có thể thấy ở đây là chúng ta sẽ được có một cái phối màu mà nó cũng gọi là trendy. Đó chính là màu nâu cũng như là màu đen ở đây. Và cái điều mà mình thích nhất ở trên cái chiếc áo này đó chính là cái phần cổ này của nó. Các bạn có thể để ý là cái phần cổ này của nó ấy, nó bẻ ra khá là giống với cả một chiếc áo polo. Thế cho nên là chúng ta sẽ mặc được trong khá là nhiều hoàn cảnh, ví dụ như là đi chơi, đi tiệc, rồi mặc với nhiều thứ hơn. Và theo như mình thấy ở đây thì là cái form áo này, nó là một cái form áo là regular. Thế cho nên là các bạn cũng sẽ mặc được rất là nhiều trường hợp. Bởi vì là nó cũng không quá ngắn, không quá dài, cũng như là nó cũng không quá là rộng như những cái áo oversize khác. Hoặc là những chiếc áo varsity mà có một cái form nó gọi là cái form crop. Thì khi mà các bạn mặc lên ấy, thì nó khá là ngắn. Và mình vừa mặc xong chiếc varsity jacket này thì ở bên tay trái nó sẽ có một cái logo thêu chữ Manon. Ngoài ra thì ở cái phần bên ngực trái á, được sử dụng công nghệ là thêu xù cũng như là thêu thường, khiến cho chúng ta có một cái điểm nhấn gì đó nó trên áo hơn. Ngoài ra thì ở bên phải này chúng ta sẽ có một cái số là 18 cũng được thêu xù luôn. Điều này là đánh giá là năm 2018 thì Manon bắt đầu đi vào hoạt động. Và cái điều đáng giá ở trên cái chiếc áo này đó chính là cái về cái phần lót của nó. Về cái phần lót ở bên trong áo này được sử dụng 100% là lót lụa. Và ở cái lót lụa siêu này, khi mà các bạn mặc vào ấy thì nó sẽ có một cái cảm giác gì đấy nó khá là trơn tru, và các bạn xỏ tay áo các thứ vào nó cũng sẽ dễ hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì như cái phần cổ đây các bạn có thể để ý là chúng ta sẽ được có thêm một cái đường viền màu nâu cùng với cả cái tay da. Và ở cái phần túi của nó cũng sẽ như vậy. Điều này thì nó làm cho các bạn có một cái sự đồng nhất hơn giữa cái phần cổ áo cũng như là cái phần túi áo, nó sẽ đồng bộ với cả nhau hơn về màu sắc. Và ở mặt sau lưng của chiếc áo thì chúng ta sẽ có một cái chữ đó chính là Don't Kill My Vibe, được thêu khá là to ở đây. Cái chữ này thì thấy là nó cũng khá là hay, nghĩa là đừng giết chết xúc cảm của tôi, dung cảm của tôi, nghĩa là trong cái con người mình ấy nó sẽ có một cái vibe nhất định của mỗi trường hợp. Đấy thì là
đừng có giết chết cái vibe đấy của chính mình. Cái áo này được sử dụng hai chất liệu chính, đó chính là da ép và hai bên này là faux leather, có nghĩa là giả da. Các bạn đừng có e ngại về cái vấn đề là vải, khi mà các bạn mặc áo giả da ấy thì nó sẽ không được bền, nhưng mà nó sẽ bị nổ hay rách. Thì cái bền hay nổ rách này thì nó lại phụ thuộc vào cái cách mà các bạn bảo quản. Bởi vì là hầu hết ấy, thì những cái mặt hàng thời trang hiện tại ở trong một cái phân khúc, nó cái phân khúc trung bình, phân khúc giá rẻ, hay là những cái phân khúc mà nó cao cấp hơn một chút, thì họ đều làm là giả da thôi. Bởi vì là giả da thì chúng ta sẽ có khá là nhiều sự lựa chọn hơn về màu sắc, cũng như là khi mà các bạn mặc lên thì nó cũng sẽ khá là mềm. Mặc dù là giả da thế thôi, nhưng mà mặc thì cũng khá là bền. Bởi vì là trong cái tủ đồ của mình ấy cũng có khá là nhiều đồ nó giả da, cho nên là mình cũng bảo quản rất là kỹ. Cho nên là mình có thể mặc được từ năm này qua năm khác luôn. Các bạn để nơi ở nhiệt độ quá cao, hoặc cũng có thể ở những cái nơi mà nó khá là ẩm mốc ấy, thì áo của bạn thì áo da thì nó sẽ bị hỏng thôi. Và cái sản phẩm tiếp theo thì mình cũng sẽ mở hộp luôn, cũng sẽ được đựng cái nơ đỏ như thế này. Đây là một cái sản phẩm là áo hoodie, có một cái phối màu phải nói là cũng khá là hot trong cái thời gian vừa qua, đó chính là cái phối màu là tope. Cái phối màu nó nâu nâu, nó rêu rêu một chút. Và trước mặt các bạn đây là một chiếc áo hoodie của Manot Claws trong cái season mới 2021 và 22. Ok. Và trước mặt các bạn đây là một chiếc áo hoodie có một cái form là form oversize. Về cái chất lượng vải ở đây thì chúng ta sẽ được sử dụng là vải cốt tông, bên trong là lót bông, thì cho nên là chúng ta sẽ có một cái độ giữ ấm nhất định. Và với cái lót bông như này thì khi mà các bạn mặc vào thì giặt nó sẽ không hề bị sổ lông đâu, nếu như mà các bạn giặt đúng cách, hoặc là giặt nó không cọ sát với nhiều thứ khác ở trong cái máy giặt đó. Và ở mặt trước thì nó sẽ có một cái hình in là chữ Manot, cùng với cả bên trong là một cái hiệu ứng của những cái da báo. Không biết là các bạn có thể nhìn thấy ở đây không, nhưng mà một cái hiệu ứng nó gọi là leopard, những cái vân báo nó màu hơi xám xám đen đen một chút ở đây. Và một cái phông chữ cũng khá là tây. Ở mặt sau của nó thì chúng ta sẽ có một cái in thêm một cái tag nữa ở đây, đó chính là Manot Claw. Khi mà các bạn đội mũ lên ý, thì cái phần tag này nó cũng sẽ khá là đẹp. Và với cái phần mũ này thì mình thấy là nó có thể dựng được, cho nên là các bạn cứ yên tâm về cái dựng mũ ở trên cái chiếc áo này nhá. Thấy là cái phần hút của nó có thể dựng được một cách rất là bình thường, không hề gặp cái trở ngại gì cả. Cái sản phẩm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với cả mọi người đó chính là hộp 3 bộ trang sức jewelry mà mình vừa mới đặt. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có một cái hộp nhỏ ở đây. Bên trong này thì sẽ được đựng được một cái vòng là tennis để mình đeo tay. Thực ra là mình cũng định unbox cái món sản phẩm đằng sau đấy rồi, nhưng mà thôi, mình sẽ đập hộp cho các bạn xem những cái sản phẩm jewelry này trước. Thì cái này mình làm size này là size 16, thì cho nên là nó khá là vừa với cả cái cổ tay của mình. Chất liệu mình sử dụng ở đây là bạc nguyên chất 100%. Và cái sản phẩm tiếp theo của chúng ta đó chính là một cái vòng tennis, và có một cái logo của mình, cái chữ D. Cái chữ D này thì mình đặt custom riêng, và bạn mà làm cho mình thì cũng khá là nhiệt tình. Thì ở trên này thì sẽ được đính thêm những cái viên đá để cho mà khi mà các bạn đeo lên thì nó sẽ cảm giác nó bling bling hơn. Thật sự là không hiểu tại sao dạo này ấy, mình mua khá là nhiều mấy cái đồ jewelry này. Đây là một cái vòng tennis, có một cái chiều dài là 45cm. Đấy, nó cũng khá là vừa với cả cổ của mình. Bây giờ thì mình sẽ đeo vào luôn cho các bạn xem. Ok, và đây là mình đã đeo xong cái chiếc vòng tennis này rồi. Thì về cái độ dài của nó ấy, thì mình đặt là một cái độ dài là 45cm, thì cho nên là nó không quá là dài. Mình thấy là đeo cái vòng tennis này này, các bạn không nên đeo quá là dài. Các bạn chỉ nên đeo nó vừa phải thôi, có nghĩa là một cái độ dài mà nó cũng tương đối, để khi mà các bạn làm một cái việc gì đấy thì nó được đều, được thoải mái hơn. Bởi vì trước đấy mình cũng đã đeo một cái chiếc vòng của Chromers rồi, thì nó khá là dài, nên là làm mọi thứ nó cũng khá là bất tiện. Cái sản phẩm tiếp theo cũng là một cái sản phẩm jewelry nữa, đó chính là một chiếc dây chuyền cùng với cả cái mặt pendant có cái chữ Manos ở đây. Ngoài ra thì cái chữ này chúng ta sẽ được đính đá như trên cái mặt dây chuyền có cái chữ D của mình. Đây, các bạn có thể thấy là nhìn nó cũng khá là tỉ mỉ và chi tiết. Bây giờ thì mình thường ý, thì mình sẽ đeo hai cái dây chuyền này một lúc, để nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng là layer, thì nhìn nó sẽ ngầu hơn.
Và đây là mình sau khi mà đã đeo full bộ jewelry mà mình vừa mới đặt. Về cái phần cái dây này ấy, thì mình sẽ đặt nó dài hơn so với cái mặt cái dây của cái dây này, để nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng layer. Lúc đầu trước khi mình đặt cái dây này thì mình cũng phân vân là không biết là đặt 55 hay là 60 thì vừa. Nhưng mà mình thấy là đặt 60 ấy, thì nó sẽ tạo được một cái độ layer nó vừa đủ. Còn ví dụ mà đặt 55 thì nó sẽ hơi thấp lên như này, nhưng mà nói chung là nhìn nó sẽ không đẹp. Thế cho nên là mình đặt cái độ dài của cái dây này là 60cm. Và mình thật sự rất là hài lòng về cái bộ jewelry lần này mà mình đặt. Và ngoài ra thì ở trên cái vòng này của mình thì nó cũng khá là ok. Trước đấy thì mình có một cái vòng tennis rồi, nhưng mà nó sẽ hơi rộng hơn so với cái size tay của mình. Thế nên là mình cũng không khoái cho lắm, nên là mình đã quyết định là đặt một cái khác. Nó ngắn hơn, nó vừa vào tay của mình hơn. Một cái điều mà mình chia sẻ với cả mọi người là khi mà các bạn đeo những cái jewelry như là tennis này, hoặc là mấy cái Cuban chain hay là mấy cái Cuban link ấy, thì các bạn chỉ nên đặt một cái độ dài nó vừa đủ thôi. Có nghĩa là nó chỉ tầm đến cái xương quai xanh của các bạn thôi, chứ đừng có làm nó dài ra đến tận đây là một cái gì cả. Nhìn nó rất là xấu và nói chung là mình nhìn thì mình thấy không vào mắt. Và để tiếp tục cái series quần áo này thì mình sẽ unboxing thêm hai cái sản phẩm ở đằng sau này. Ngày hôm nay thì mình có khá là nhiều đồ để unboxing với cả mọi người. Đầu tiên thì trước mặt các bạn đây là một chiếc áo cardigan của Minimal. Đây là một cái áo cardigan mà mình đặt và mình về mình thấy là nó khá là ưng. Về cái packing thì các bạn có thể thấy là được đựng cũng rất là đơn giản thôi, được đựng ở trong một cái túi ni lông thôi. Và đây là một cái áo cardigan được thêu dệt len gì đó. Cái cảm nhận đầu tiên của mình về cái chất liệu dệt của cái len này thì phải nói là nó khá là dày dặn. Nó dày dặn hơn so với rất là nhiều những cái áo cardigan mà mình đang để ở trong tủ đồ của mình. Ví dụ như ở đây mình có một cái cardigan của Thom Browne thì nó mặc cái form nó kiểu như là cái form mà may cho những các bạn mặc suit ấy, mặc cà vest ấy, thì đây là cái form nó hơi ngắn một chút. Còn về cái áo này thì các bạn có thể thấy là nó khá là rộng. Cái áo này mình order đâu đó cũng khoảng mất 1 tháng rưỡi, cũng rất là lâu. Lúc mà mình mua ấy thì thật sự là mình phân vân rất là nhiều về cái size. Ở cái bên order của mình ấy thì cũng có nói cho mình là với cái chiều cao và cái cân nặng của mình thì phải mặc tận size L cơ. Nhưng mà mình đã quyết định là tụt đi một size, là mình mặc size M. Ở đây thì nó sẽ là một cái tag của Minimal, size M, size medium. Về cái họa tiết mà trên chiếc áo này thì nó là một cái họa tiết mà nó cũng khá là đi theo năm tháng. Nó là cái họa tiết ngựa vằn. Thế cho nên là các bạn có thể mặc được từ năm này qua năm khác. Về cái chất liệu mà để làm ra cái này ý, thì nó khá là giống với cả cái áo hoodie của Fox. Mà một lát nữa thì mình sẽ unboxing cho các bạn ở ngay đằng sau này đây. Khi mà mình mặc cái chiếc áo này này thì mình thấy là đối với size người mình thì có khi là chỉ mặc size S thôi. Nhưng mà mình lỡ đặt size M rồi cho nên là mặc nó cũng vẫn vừa. Ở đây các bạn có thể thấy ở đây là nó cũng khá là rộng hơn so với người mình cũng khá là nhiều. Và về phần tay này của nó này thì cũng rất là rộng. Nhưng mà thôi không sao, cardigan thì có thể là mình sẽ mặc khoác thôi. Thế cho nên là về cái size M này thì cũng khá là ưng với cả mình rồi. Nếu như mình không nhầm ý, thì nó lại hot cái phần knit. Cái phần knit wear, có nghĩa là những cái áo len nó hot trở lại rồi sao ấy. Thế cho nên là khá là nhiều brand local ở Việt Nam mình, hoặc là những cái brand nước ngoài thì họ đều chạy theo xu hướng là cái áo len knit. Cái sản phẩm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với cả mọi người đó chính là một chiếc áo varsity jacket mà mình phải mua nó tới tận 3 tháng nay rồi, mà mình cứ om mãi video này để làm cho các bạn xem. Thì trước mặt các bạn đây là một chiếc áo varsity jacket của Don't Care. Don't Care này là một cái brand local của Trung Quốc mà mấy năm gần đây thì nó không hot đâu, nhưng mà cho tới những khi mà họ làm ra cái line varsity jacket này thì rất là nhiều celebrate mặc và từ đó ấy, nó hot. Cho nên là mình cũng đã quyết định là cop một chiếc áo varsity jacket màu green. Cái màu này ấy, thì nó khá là giống với cả cái áo varsity jacket của Louis Vuitton trong cái season mới này. Về cái tên áo của chiếc áo Don't Care này thì nó có tên là Casino. Thế cho nên là cái họa tiết của chúng ta sẽ xoay quanh những cái như là đây thì sẽ là chip này, cùng với những cái Joker Big Tap ở trên cái lá bài. Và ngoài ra thì sẽ có chip ở đây. So với cái mức giá mà mình phải bỏ ra nhá, thì mình thấy là cái chất lượng của nó đem lại
thật sự rất là xứng đáng. Nó chất lượng hơn so với rất là nhiều những cái áo varsity khác. Về cái phối màu của nó thì thật sự là các bạn có thể để ý là nó làm rất là chất lượng. Cái phối màu ấy thì nó rất là hài hòa, như các bạn nhìn ở trên camera này thì mình không biết là các bạn nhìn như thế nào, nhưng mà cái áo này ở ngoài ấy, mặc lên nhìn trông rất là đẹp. Ở mặt trước chúng ta sẽ có một cái hình thêu ở đây khá là to, có chữ D. Mình nghĩ là cái chữ này thì lại biểu tượng cho Don't Care. Bên phải này thì chúng ta sẽ có hai cái hình bling bling cũng như là chữ Don't Care luôn. Về cái phần bo này của nó ấy, thì được sử dụng ở đây là cái phần bo cổ này là cái phần bo cổ bằng len. Thế đây là sờ vào thì nó khá là dày dặn. Lúc đầu ấy mình mua mình cũng rất là phân vân giữa size M và size L, nhưng mà mình khá là may mắn là mình gặp được một cái bạn bán hàng cũng khá là dễ thương. Bạn ấy bảo mình là bạn cứ mặc đi, cứ mặc size M đi, cứ mặc size L đi, nếu như mà không vừa thì bạn ấy cho đổi lại, bởi vì đây là một cái hàng order. Thế cho nên là chúng ta sẽ không có sẵn để mà các bạn có thể xử sai những cái chiếc áo khác. Và đây là mình khi mà mặc lên chiếc áo Don't Care Casino thì nó cho mình một cái độ dài nó cũng khá là vừa phải. Ngoài ra thì về cái phần của nó ấy, về cái form này của nó là một cái form nó gọi là cái form oversize. Thế cho nên là ở hai phần tay này của các bạn này nó sẽ hơi bùng bùng một chút. Và nói chung là về cái độ hoàn thiện ở trên chiếc áo này so với cái mức giá mà mình phải bỏ ra ấy, thì mình thấy là nó làm khá là tốt rồi. Ở cái sản phẩm Don't Care này hiện tại thì cũng đã có hàng fake rồi. Thế cho nên là các bạn mua hàng thì hãy là một cái người tiêu dùng thông minh, đừng để phải mua một cái áo một cái giá real nhưng mà lại là một cái áo fake thì thật sự là hơi buồn. Trước khi mình mua cái áo này này, mình cũng hơi đắn đo một chút là không biết là có nên mua hay không, bởi vì cái phần da này của nó ấy, cái điều mà mình đắn đo ở đây ấy, không phải là về cái phần tay da này nó giả da đâu, mà là nó là màu kem. Thế cho nên là khi mà các bạn mặc vào ấy, chỉ cần có một vết bẩn thôi là các bạn sẽ rất là khó để có thể vệ sinh được cái chiếc áo jacket này. Và cái sản phẩm tiếp theo mình muốn giới thiệu với cả mọi người mà mình mua cũng phải khoảng tầm 3 tháng nay rồi, đó chính là một chiếc kính Brief của anh Benjamin Chen. Thì đợt mà anh Ben có phát hành cái kính này thì ngay lập tức là mình đã cóp nó. Mình cũng có đeo qua rồi nhưng mà mình cũng sẽ lại đóng lại hộp lại cẩn thận để gửi tới cả mọi người. Thì nó sẽ có một cái logo Brief ở đây. Ngoài ra thì bên trong này chúng nó sẽ có một cái là bao kính cũng như là kèm theo là một cái giấy lau kính có để cái logo Brief nữa. Và đây là một cái kính với cái tên là Blue Light Glass. Thế cho nên là nó sẽ là lọc cái ánh sáng xanh khi mà các bạn nhìn vào cái những cái màn hình điện tử hoặc là một số gì đấy nó thể tạo ra những tia ánh sáng xanh. Hiện tại là cái thời điểm 4.0 rồi, 5.0 đến nơi rồi. Tất cả mọi thứ đều là công nghệ hết. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta cần phải bảo vệ cái mắt của chúng ta ấy, nó thật sự rất là quan trọng. Những cái ánh sáng xanh đó thì nó rất là độc hại. Mình thì cũng có thể gọi là một người ngồi máy tính khá là nhiều. Mình phải ngồi từ 8 cho tới 12 tiếng một ngày cơ. Thế cho nên là cái việc mà nhìn vào màn hình điện tử rồi màn hình máy tính ấy, rất là nhiều những cái màn hình LED ấy thì đều có ánh sáng xanh. Mà lúc đầu thì mình cũng định mua một cái Blue Light Glass rồi, nhưng mà rất là may mắn là anh Ben cũng phát hành cái kính này đúng cái đợt mà mình cần mua. Thế cho nên là mình đã quyết định cóp nó. Về cái gọng của nó ấy, thì các bạn có thể thấy là một cái gọng mà nó cũng hơi vuông vuông tròn tròn nên nhìn nó cũng khá là trẻ trung. Ngoài ra thì ở bên này chúng ta sẽ được khắc một cái logo của Brief, và bên này sẽ là chữ Guardian. Đây là một cái tên của cái dòng kính này. Về cái gọng này thì mình thấy là nó cũng hợp khá là nhiều mặt. Mình có cho bạn bè mình đeo thử rồi thì họ đeo cũng rất là đẹp, nhìn nó cũng không hề bị xấu, cũng không hề bị quá là to hay không hề bị quá là nhỏ so với mắt của họ. Chỉ cho nên là đây cũng gọi là một cái kính mà essential trong cái tủ đồ của mình. Thật ra thì mình là một người mà cũng khá là thích kính. Kính như kiểu là một cái món phụ kiện, một cái món thời trang mà mình cũng không thể thiếu ấy. Mặc dù ấy, mua cái kính này không vì cái mục đích cũng không chỉ là lọc được cái ánh sáng xanh đâu, mà nó còn thời trang nữa. Các bạn có thể thấy là mình đeo cái kính này vào thì nó cũng khá là ok đúng không? Nó cũng không hề xấu như một số những cái kính khác. Để tiếp tục cái video này thì mình có 3 sản phẩm đến từ một cái brand, đến từ một cái thương hiệu mà phải nói là nó khá là hot trong cái thời gian vừa qua. Nếu mà là người Hà Nội, 100% các bạn đều ăn mặc không khác biệt rồi. Không gì khác, đó chính là Fox.
cái dòng line mình mua đó chính là Essential by Fear of God. Nhân về cái ba cái sản phẩm này mình đặt của Fox ở đây thì mình có một cái quần sweatpants. Sorry mọi người là về cái packing của nó thì mình lại không có ở đây rồi, bởi vì là khi mà mình nhận đồ ấy, mình nhờ người nhận hộ mà, thì không biết, thế cho nên là đã bóc ra và vứt cái túi của cái quần này đi. Thế cho nên là chúng ta sẽ có một cái quần không ở đây, không có packaging. Và trước mặt các bạn đây là một cái quần của Fox. Đây là line, nếu như mình không nhầm ấy, thì đây là line của năm 2020 hay là 2021 hay sao. Mình thật sự là mình cũng không để ý về cái line của cái Fox Essential này nữa, mà mình cứ thấy là nó đẹp thì mình mua thôi. Thì đây là một cái quần phối màu của nó là một cái phối màu taupe. Là đợt vừa rồi Fear God có cho ra những cái phối màu mà phải nói là nó phải khá là ảo ma Canada luôn. Mình không biết giữa cái màu phối màu là taupe này, rồi màu Harvest, rồi màu Charoquois gì đấy, những cái phối màu đó ấy thì nhìn ở trên ảnh nó khá là giống nhau, nó phải giống nhau tới khoảng tầm 70-80%. Các bạn nhìn không nhận ra đâu là màu taupe, rồi đâu là màu Harvest, rồi các thứ đâu. Một cái điều duy nhất khi mà mình nhìn trên ảnh của nó ấy là mình sẽ nhận ra được màu nào là màu trắng và màu nào là màu đen. Còn về mấy cái phối màu lạ lạ này thì mình thật sự là không. Thì ở mặt trước nó sẽ có một cái thác cao su của Essential ở đây khá là đặc trưng. Ngoài ra thì nó sẽ có hai cái phần drawstring, nó cũng khá là dài, nó dài cho tới tận đầu gối của mọi người luôn. Đây là một cái quần Fox, quần trong một cái dòng sản phẩm của nó là Essential. Ở phần gấu này của nó thì nó sẽ được là một cái gấu bo chun, cho nên là chúng ta sẽ mặc nó cũng khá là khỏe. Nó dạng như là một cái ống quần jogger của những cái năm trước ấy. Và để tiếp tục vẫn như cái phối màu này nhá, thì mình sẽ unboxing thêm một cái áo nữa, cũng của Fox Essential. Đó là một cái áo hoodie có một cái phối màu cũng là màu taupe luôn. Lúc đầu ấy mình đặt thì mình chỉ đặt một cái áo này không thôi, nhưng mà khi mà mình về rồi thì mình nghĩ là tại sao mình lại không mua thêm một cái quần để mình có nguyên một bộ như này mình mặc ra ngoài đường. Thật sự là ấy, khi mà mình mặc cái bộ set này này, mặc theo set này này, thì mình cảm thấy là nó khá là giống với cái bộ đồ ngủ của những cái brand khác, bộ đồ ngủ nỉ mà các bạn hay mặc vào mùa đông ấy. Thì thật sự là những cái đồ nỉ vào mùa đông thì chúng ta không thể nào mà thiếu được rồi. Ở trên mũ của nó ấy thì chúng ta sẽ có một cái tag nữa bằng cao su, có in chữ Essential ở đây. Ngoài ra về cái đặc trưng của cái chiếc áo này là chúng ta sẽ được in cao su ở đây là chữ Essential, ở dưới sẽ là chữ dòng chữ là Fear of God. Về cái điều mà mình thích ở trên cái chiếc hoodie này là về cái phần vai của nó. Các bạn có thể thấy là ở những cái áo hoodie khác ấy, của Drill hay là những cái hoodie khác thì họ thường là cái vai bình thường. Còn riêng cái vai của Fox này ấy, thì hầu hết là họ sẽ cắt chéo như này, để khi mà các bạn mặc lên thì các bạn sẽ có một cái form nó khác hơn so với những cái áo khác. Mình không biết là cái màu này lên cái video này thì nó sẽ như thế nào, chứ mà ở ngoài ấy, thì mình hỏi 5 người thì cả 5 người đều khen cái màu này là nó khá là đẹp. Về cái phần mũ của Fox ấy thì chúng ta không phải bàn rồi. Cái mũ của Fox thì luôn luôn là sẽ dựng được cái hood của nó lên. Và cái sản phẩm cuối cùng ở trong cái dòng của Fear of God đó chính là một chiếc hoodie knit. Màu này là màu mới nhất trong cái season vừa rồi của năm 2021. Chúng ta sẽ có một cái túi zip mở ở đây. Ở mặt sau thì có ghi những cái thông tin của sản phẩm như là màu này rồi mã sản phẩm các thứ ở đây. Bây giờ thì mình sẽ lấy nó ra. Ngay khi mà Fox có công bố sẽ ra mắt những cái sản phẩm knit ấy, thì cái màu mà mình yêu thích nhất đó chính là cái màu pistachio. Đây là một cái chiếc áo phải nói là cái chất lượng của nó ấy thật sự là không có gì để mà bàn cãi rồi. Cái phối màu của nó thì ở đây mình thấy là nó khá là kiểu màu kem kem, hơi kem kem màu xanh xanh, nó khá là giống với cả cái phối màu của cái taupe này, nhưng mà tuy nhiên là nó sáng hơn một chút. Khi mà mình vừa mới cầm nó về ấy, là nó khá là nặng, cái độ len của nó khá là dày. Nhưng mà dày như này đấy nhá, nhưng mà mặc lại không ấm cho lắm đâu. Ví dụ như các bạn mặc một chiếc áo nỉ không như này, hoặc là các bạn mặc một chiếc áo knit len như này ấy, thì cái áo nỉ này sẽ ấm hơn. Còn đối với cái áo len này này thì khi mà các bạn mặc vào ấy thì gió nó sẽ luồn qua mấy cái lỗ này, nên là các bạn sẽ cảm thấy nó lạnh hơn so với mặc một cái chiếc áo nỉ bông như này. Về cái áo này thì mình cũng đặt cũng khá lâu rồi, nhưng mà mình cũng mặc qua một hai lần, sau đó thì mình lại đóng gói lại để quay cho mọi người. Ở đây thì vẫn có một cái tag của sản phẩm nhá.
Về cái áo này mình mặc ở đây là size M. Mình nghĩ lúc đầu ấy, mình nghĩ là mình chỉ mua size S thôi là hợp lý rồi. Nhưng mà bạn tư vấn cho mình cứ bảo là mua size M đi, mặc cho nó chắc ăn này thôi, mình cũng nghe theo. Thì mình mặc nó cũng vừa nhưng mà nó cũng hơi rộng, hơi rộng nhẹ thôi. Nó form nó hơi oversize, nó hơi rộng rộng một chút. Ngoài ra thì khi mà các bạn mặc những cái áo len như này này, nó sẽ có cái độ sệ, cái độ chảy của cái áo ấy, thế cho nên là nó lại càng rộng hơn. Cho nên là các bạn cứ cân nhắc về cái size khi mà các bạn mua những cái sản phẩm của Fork, là các bạn có thể là sẽ down đi 1-2 size gì đấy để cho các bạn mặc fit nó sẽ đẹp hơn. Mình có một cái món đồ nữa mà muốn unboxing với cả mọi người. Nó khá là to đây. Không gì khác, đó là một chiếc loa Marshall Action 2 Bluetooth. Đây là một cái phiên bản thứ hai của Marshall. Thì bây giờ mình sẽ mở nó ra nhé. Đây là một cái loa mà mình mua về để trang trí cho cái góc đằng sau này của mình, cũng như là mình sẽ sử dụng nó luôn ở trong cái phòng ngủ này của mình nữa. Đây, mình sẽ mở nó ra cho các bạn xem. Về cái loa này thì chúng ta sẽ đựng ở trong một cái hộp khá là to, và ngoài ra thì mình thấy là nó khá là nặng. Lúc đầu mình nghĩ là nó cũng sẽ chỉ nhỏ 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 thôi, nó nhỏ như con Cubone 2 thôi, nhưng mà không thể ngờ được là nó to hơn rất là nhiều so với con Cubone 2. Chúng ta sẽ có một cái giấy chống sấp ở đây. Bên trong này sẽ là một cái loa Marshall Action 2 mà mình đã mua nó để ở trong nhà. Lúc đầu ấy thì mình cũng định là sẽ mua con Cuban 2 hoặc là con Emberton, cái con mấy cái con loa pin ấy, nhưng mà mình nghĩ là thế như mà mình ở trong nhà rồi thì tại sao mình lại không mua những cái loa mà cắm dây, thì lúc nào loa cắm dây cũng sẽ nghe hay hơn những cái loa mà để pin mà. Thế cho nên là mình đã quyết định là mua cái loa cắm dây như này. Phải nói là về cái thiết kế của nó thì thật sự rất là hoàn hảo. Nó có một cái phối màu là màu đen cũng như là một cái màu đồng ở đây. Ở mặt trước thì nó sẽ có một cái màng lưới bằng vải như này, và có cái chữ Marshall được mạ đồng ở đây, cùng với cả một cái thanh nẹp này để ký hiệu đây là một cái sản phẩm của cái bản thứ hai. Ở những cái dòng Marshall 2 ấy, thì họ sẽ có một cái thanh nẹp ở đây. Có những cái dòng mà không có cái thanh nẹp này thì là Marshall 1. Ngoài ra thì ở trên cái nút bật này của nó ấy, sẽ là một cái nút bật gạt và giữ. Chứ nó không phải là một cái nút bật công tắc như kiểu là các bạn bật công tắc bình thường ấy, mà nó là giữ, sau đó thì nó sẽ trở về lại như cũ. Đây là một cái loa mà cho phép các bạn có thể điều chỉnh bằng app. Cái công suất của nó thì có chỗ thì bảo là 40W, có chỗ thì bảo là 60W. Mình cũng không biết chính xác là nó là bao nhiêu, nhưng mà mình nghe ở trong cái phòng của mình đâu đó khoảng tầm 18-20m ấy, thì mình thấy đây là một cái loa cùng với cả một cái công suất là nó cũng khá là vừa đủ rồi. Và cái sản phẩm cuối cùng này để kết thúc cái video này, không gì khác, đó là một cái món đồ công nghệ. Mình đã mới mua một chiếc bàn phím mới. Đây là một cái bàn phím TKL, nhưng mà nó cũng không hẳn là TKL cho lắm. Đây không hẳn là một cái bàn phím TKL cho lắm, bởi vì là bàn phím TKL đâu đó là 87 phím cơ, mà cái này nó chỉ gọi là 80 phím thôi. Lúc đấy mình cũng đã sử dụng phím cơ rồi, nhưng mình không sử dụng cái bản không dây nên là nhìn nó cũng khá là bừa. Thế nên là mình đã quyết định mua một chiếc bàn phím mới của Keydot. Keydot này thì họ cũng đã khá là hot ở Việt Nam khoảng mấy năm gần đây. Ở bên trong này chúng ta sẽ có một cái bàn phím, và bên dưới này phụ kiện thì chúng ta sẽ có vừa đủ thôi. Chúng ta sẽ có một cái túi keycap này, cùng với cả một cái key puller, và một cái để các bạn có thể là gắp cái keycap của nó lên. Và ngoài ra thì có thêm cả dây sạc nữa, nhưng mà dây sạc thì cái sản phẩm này mình cũng đôi ra sử dụng rồi ấy, thế cho nên là mình cũng không cho cái dây sạc vào đây cả. Bên trong này chúng ta sẽ được đóng gói ni lông như này thôi. Về cái bàn phím này mình mua ấy thì nó là một cái bàn plate đồng, thế cho nên là cầm nó sẽ khá là đầm tay. Ở cái bàn phím này thì nó có ba bản plate cơ. Một là plate nhựa, và hai là plate bằng thép, và ba là cái bản xịn nhất là plate đồng cùng với cả cái squid brown squid của Kai. Cho nên là các bạn gõ thì nó nghe tiếng cũng khá là hay. Và cái bàn phím này khi mà các bạn cầm như này, nó khá là nhỏ gọn. Sorry các bạn là ở trên cái keycap này này, mình đã thay nó trước đấy thì nó là một cái phối màu nó như này này, nó như ở trên cái bảng quảng cáo này luôn, là màu cam rồi màu xanh. Nên là mình đã thấy nó yêu luôn rồi, thế nên là mình về mình đã thay nó. Về cái cảm giác gõ của cái này ấy, thì phải nói là gõ khá là phê. Phải nói là mua cái bàn phím này khiến mình gõ rất là nhiều, và ở cái phần những cái phần như là keycap này này thì các bạn cũng đã đều được lúp sẵn cái lúp rồi, cho nên là các bạn gõ này
nó rất là mượt, nó không hề gặp một cái trở ngại hay một cái điều cấn gì đó ở trên cái bàn phím này cả. Ok, và tổng kết lại thì mình cũng đã vừa unboxing cho các bạn tất tần tật những cái sản phẩm mà mình vừa mới mua trong cái thời gian vừa qua. Và nếu như các bạn thấy cái video này hay thì nhớ là đừng quên để lại cho mình một like, một share và một subscribe ở bên phía dưới. Và ngoài ra thì nếu như mà các bạn chưa follow Instagram của mình thì hãy follow ngay lập tức, bởi vì trên đó thì sẽ up xung quanh về cái đời sống của mình. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái video sau. Peace out.